con đường duy nhất. Ba chị em chúng tôi dự khóa thiền đầu tiên với Ngài vào mùa đông năm 2003. Thật ra, chị Minh Phương đã dự một khóa thiền ngắn ngày với Ngài từ trước và có được một số kinh nghiệm thiền tập. Do đó, chị khuyến khích chị Minh Thuận và tôi tham dự một khóa thiền dài ngày với Ngài. Từ lâu, tôi đã mong được gặp một vị thiền sư có thể giúp tôi trả lời một số nghi vấn đeo đẳng theo tôi suốt nhiều năm. Lý do hiện hữu của chúng ta trong cuộc đời này là gì? Chúng ta phải đi qua trần gian đau buốt này để làm gì? Với mục đích gì? Tôi đến với khóa thiền, lòng đầy ắp những vấn nạn, mong được kiến giải bởi một vị thiền sư nổi tiếng. Trong ngày thiền tập đầu tiên, điều duy nhất mà tôi tìm thấy là thất vọng, và điều duy nhất mà tôi muốn làm là bỏ về. Những lời hướng dẫn và giảng giải của Ngài dường như chẳng dính dấp gì đến những tư tưởng Phật học cao siêu, uyên bác mà tôi đã được biết qua sách vở. Mỗi thời thiền là mỗi giờ đau đớn tận cùng nơi thân và khổ sở tột độ nơi tâm. Mỗi lần đau khổ cùng cực là tôi lại yêu cầu được gặp Ngài để xin bí quyết chống đau. Và mỗi lần gặp Ngài là mỗi lần tôi thất vọng với điệp khúc còn phải có trí nhớ. Trời, có trí nhớ thì liên hệ gì đến chuyện hết đau, hết khổ? Tôi tự nhủ. Con phải có trí nhớ, một lời hướng dẫn đơn giản, quá mức đơn giản, nhưng lại được Ngài nhắn nhủ với một lòng từ bi sâu xa và một sự chân thành tuyệt đối, dường như hoàn toàn xác tín rằng tôi nhất định sẽ làm theo lời Ngài dạy. Và quả thật, như có một mãnh lực, tôi đã làm đúng theo những lời Ngài dạy. Mặc dù lý trí tôi bị giằng xé dữ dội bởi rất nhiều kiến giải đa phương, đa diện. Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, liên tục chú tâm vào phòng, xẹp và các oai nghi, tâm tôi từ từ lắng xuống và dịu lại, nhưng vẫn chưa thấy Ngài cho tôi một công án hay thoại đầu gì cả. Tôi nôn nóng hỏi một anh thiền sinh lâu năm: Ngài cho anh công án thiền gì vậy? Anh ta lặng lẽ đưa tay lên miệng: đừng có nói chuyện. Trời, chẳng lẽ anh ta dùng thiền ngữ? Tôi phân vân và quyết định sẽ hỏi Ngài cho ra lẽ vào thời trình pháp buổi chiều. Ngài kiên nhẫn lắng nghe với niềm thông cảm sâu xa, rồi nói: bây giờ con phải niệm thêm ngồi, đụng, tức là phòng, xẹp, ngồi, đụng. Tôi lại thất vọng thêm một lần nữa. Lời hướng dẫn dường như chẳng dính dáng gì đến câu hỏi của tôi. Nhưng thật lạ lùng, tôi vẫn làm đúng theo lời Ngài dạy. Trong sâu thẳm, tôi mơ hồ nhận ra có một sự thật tinh nguyên nằm sau những lời hướng dẫn đơn giản đó. Và rồi không biết từ lúc nào, tôi quên bén đi những công án, thoại đầu, chân như, diệu tánh, vân vân. Bận tâm của tôi trở thành phòng, xẹp, ngồi, đụng, dở, bước, đạp, nhai, nuốt, nói chung là những thứ mà trước đó tôi nghĩ chẳng quan hệ gì đến thiền cả. Dường như tôi mơ hồ nhìn ra bóng dáng của con đường. Này chư tỳ kheo, đây là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh.
Ngài đọc phần mở đầu bài Kinh Tứ Niệm Xứ vào thời phát thoại đêm thứ tư. Giọng Ngài chậm chậm, uy nghi như đang truyền một thông điệp tối hậu, cực kỳ quan yếu. Toàn thân tôi rúng động, tim tôi đập mạnh, đầu nóng bừng, nước mắt cứ trào ra. Con đường duy nhất, tôi đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi định mệnh của mình. Tôi đã hiểu lý do hiện hữu của tôi trong cuộc đời này. Như một người cha hiền từ, Ngài đã dắt tay ba chị em tôi tìm đến. Hay nói đúng hơn là trở về con đường cũ xa xưa mà Đức Bổn Sư đã đi qua. Hàng hàng, lớp lớp, đệ tử của Ngài đã đi qua. Con đường mời chúng ta đến để thấy Ehipasiko, để hiểu Sanditiko, để biết Queditapo, không phải để dự tưởng, để nghĩ đến hay nói về. Cuối khóa thiền, Ngài làm lễ quy y và đặt phát danh cho cả ba chị em chúng tôi, bắt đầu bằng chữ Minh là thấy, biết, Panyatisa, Anuloma và Makanano. Ngài đã mời chúng tôi đến để thấy, và chúng tôi đã kính cẩn vâng lời Ngài suốt hành trình tu học của mình. Có lẽ điều may mắn nhất trong cuộc đời của ba chị em chúng tôi là đã được gặp Ngài, được làm đệ tử của Ngài và được bước theo bước chân của Ngài. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ tri ân Ngài. Minh Phương, Minh Thuận, Minh Đạo. Trái dừa và dầu dừa. Đầu xuân năm 2003 là lần đầu tiên tôi được học thiền với Hòa Thượng ở Thiền viện Bát Nhã, Montreal, Canada. Trong khóa thiền 10 ngày đó, như thường lệ, mỗi ngày vào lúc 7 giờ rưỡi tối, chúng tôi ngồi yên lặng trong thiền đường chờ được nghe Ngài giảng pháp. Từ dưới cầu thang, Ngài chậm rãi bước lên rồi đi vào thiền đường. Tự nhiên, không khí trong phòng lắng đọng lại, gương mặt Ngài nghiêm trang, toát ra sự hiền từ, khả kính, dáng người Ngài nhẹ nhàng, mảnh khảnh, tỏa ra sự mát mẻ và có sức thu hút kỳ diệu. Rồi Ngài bắt đầu giảng pháp. Tôi không nhớ rõ đề tài của bài pháp buổi tối hôm đó là gì, nhưng những lời lẽ chân phương và hình ảnh mộc mạc của bài pháp đó đã đi sâu vào lòng và ở mãi trong tôi đến ngày hôm nay. Ngài dạy chúng tôi quán cái tâm lặng thinh là tâm hay biết suông mà không suy nghĩ. Rồi Ngài dạy chúng tôi dùng trí tuệ như sử dụng trái dừa. Ngài dạy nếu để tự nhiên, trái dừa sẽ lên mộng rồi mọc thành cây dừa. Cây dừa này sẽ cho trái và trái dừa sẽ trở thành cây dừa. Và cứ như thế, chu kỳ sống của trái dừa và cây dừa tiếp tục xoay giống như cuộc đời của con người vậy. Sanh ra, rồi chết đi, rồi lại sanh ra và chết đi. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết lấy nước cốt dừa và nấu thành dầu, dầu dừa có thể giữ rất lâu, dùng để đốt đèn cho ánh sáng, sức tóc cho mượt đẹp và nấu ăn cho bổ dưỡng. Ngài dạy, dầu dừa giống như trí tuệ mà chúng ta cần chắc lọc, rèn luyện và gìn giữ cho cuộc đời tu tập của mình. Nghe xong bài pháp, tôi xúc động đến rơi nước mắt. Tôi vừa hiểu ý nghĩa của bài pháp, vừa cảm thấy một cái gì đó đang sống lại trong lòng. Tại sao những từ mộc mạc như cái tâm lặng thinh hay câu chuyện trái dừa và dầu dừa của Ngài tác động mạnh đến tôi như thế? Mãi về sau,
tôi mới hiểu phần nào kinh nghiệm học pháp đầu tiên đó với Ngài. Tôi là người của xứ dừa Bến Tre. Tôi sinh ra và lớn lên từ một làng quê Nam Bộ. Vì hoàn cảnh riêng phải xa quê hương, nhưng lòng tôi luôn đau đáu nỗi nhớ quê. Buổi tối hôm đó, được nghe pháp từ một thiền sư cũng đến từ miền quê Nam Bộ, quê Ngài ở Trà Vinh. Tôi cảm thấy như tìm lại phần nào con người đã bị lãng quên từ lâu trong tôi. Tôi có cảm tưởng Ngài đã từng dạy tôi như một người thầy, người ông, người bác mà trong nhiều kiếp luân hồi tôi đã có lần gặp và được thọ giáo. Từ đó, tôi tiếp tục lĩnh hội những lời dạy của Ngài như mảnh đất khô cằn tiếp nhận những giọt nước mưa mát dịu. Đã gần 10 năm rồi, giáo pháp của Đức Phật qua lời giảng chân phương và mộc mạc của Ngài tiếp tục thấm sâu vào lòng tôi và nuôi dưỡng đời sống tâm linh ngày càng lớn mạnh trong tôi. Đây là những năm tháng không thể nào quên của đời tôi. Susanta Nguyễn.